Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại kênh của tôi tại Đồng Nai. Hôm nay sẽ là một video rất quan trọng trong ba cái video mình muốn chia sẻ về vấn đề khói đen, ra khói đen nhiều ở các cái dòng xe Euro 4. Và cái video này là video cuối cùng. Và sau này nếu có các cái nguyên nhân khác thì mình sẽ trình bày trong những cái phần bổ sung sau nha các bạn. Các bạn hãy cố gắng, chúng ta hãy xem hai cái video trước. Mình có để ở phần dưới phần link mô tả đó các bạn, phần mô tả ở dưới cái video này này thì mình có để link của hai cái video trước để các bạn có thể theo dõi. Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến khói đen, và những cái nguyên nhân mình đã đề cập trong hai cái video trước là những cái nguyên nhân rất là cơ bản, và đấy là những cái nguyên nhân rất là dễ để mà chúng ta có thể kiểm tra được, và các bạn có thể hoàn toàn có thể tự xử lý ở nhà mà không cần phải mang ra gara. Để mỗi một lần chúng ta đi đăng kiểm hoặc là khi mà chúng ta đi trên đường mà xe khói đen quá thì chúng ta sẽ biết cách để xử lý ngay. Chúng ta không cần phải chờ đợi quá lâu hoặc là phải mang ra những trung tâm sửa chữa. Và cái video thứ ba này là video rất quan trọng các bạn. Đây có thể nói là cái video mà sau khi bạn đã loại trừ hết những cái nguyên nhân của hai video trước đây mà mình đã trình bày, thì cái video số 3 này sẽ video chắc chắn là các bạn sẽ giảm được đến 99% cái lượng khói đen cho cái xe của bạn. Đó, chúng ta hãy đi ngay vào cái video này. Thì cái bộ phận tiếp theo mà mình muốn trình bày đó gây ra nguyên nhân khói đen đó chính là kim phun. Đối với bất kể một dòng Euro 4 nào thì cái vấn đề về kim phun là một cái vấn đề cực kỳ đau đầu. Và cái kim phun này tất nhiên sẽ là cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng khói đen cho cái chiếc xe của chúng ta. Đây chính là các cái kim phun của cái dòng xe động cơ Hyundai. Đây là những cái kim phun mà có thể nói là những cái dòng kim phun rất là hay gặp trục trặc nhất. Về kim phun, ba cái vấn đề. Thứ nhất là nó bị nghẹt kim. Vấn đề thứ hai là về phần kim phun đã bị hư. Chúng ta hãy đi từng khâu nha các bạn. Về nghẹt kim phun thì đây các bạn sẽ thấy là một vấn đề rất bình thường. Bởi vì một cái dòng động cơ diesel thì nó có rất là nhiều mùi than cũng như các sản phẩm cháy. Trong quá trình mà nó mùi than, quá trình mà nó đốt cháy trong buồng đốt á, thì cái đầu ở cái vị trí ở đầu thì nó sẽ hình thành một cái lượng muội than nó bám vào trên đầu kim phun, và cái lượng muội than này nó sẽ làm cho cái đầu kim phun nó bị tắc nghẽn. Và các bạn biết sao, khi mà cái kim phun nó phun á, thì cái lượng dầu nó đi ra nó rất là tơi, nó dạng nó sẽ phun ra được cái dạng giống như là sương mù vậy các bạn. Dầu nó sẽ phun theo dạng sương mù, và khi mà các cái muội than này nó nghẹt, nó đóng ở cái đầu kim phun quá nhiều á, thì nó sẽ làm cho cái việc phun á, nó không còn tạo thành cái sương mù nữa, mà nó sẽ dạng nó sẽ là những cái hạt lớn, thì dẫn đến là cái quá trình đốt cháy của nó không được tối ưu. Dẫn đến là gì? Bình thường các nhà thiết kế người ta thiết kế với cái lượng, với cái hạt dầu mà phun ra nó dạng sương mù á, thì hiệu quả cháy nó sẽ là 99%. Nhưng đối với lại các cái hạt dầu mà khi mà nó phun ra khỏi cái đầu kim phun mà nó hạt nó lớn á, thì cái hiệu quả cháy nó chỉ còn khoảng 70-80% thôi, thì dẫn đến là gì? Dẫn đến là cái quá trình cháy nó không tối ưu, thì là sản phẩm cháy nó sẽ có nhiều muội than. Thì khi muội than nhiều thì dẫn đến là khi mà các bạn xe các bạn đạp ga lên thì các bạn sẽ thấy muội than nó ra rất là nhiều ở chỗ cái ống xả đó các bạn. Và cái vấn đề thứ hai nữa là hư kim phun. Hư kim phun á thì nó gồm có hai phần. Thứ nhất á là chúng ta đã bị hư kim phun rồi, chúng ta mang kim phun đi phục hồi, nhưng cái nơi phục hồi đó họ đàm nó chưa có đạt, thì dẫn đến là cái lượng khói đen nó ra rất nhiều.
khi mà các bạn đạp ga ở những tua máy lớn, ví dụ như là trên 3.000 vòng, thì các bạn sẽ thấy là lượng khói đen nó ra cực kỳ nhiều đối với những cái cây kim phun mà sau khi mà phục hồi sửa chữa mà nó không đạt. À, và cái vấn đề thứ hai đó chính là hư kim phun. Có nghĩa là kim phun nó hồi về nhiều quá. Thì trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để chúng ta kiểm tra được một cây kim phun xem mà nó có bị hư hay không. Đây các bạn hãy xem qua cái đoạn video ngắn mà bên mình sẽ chỉ cho các bạn cách kiểm tra xem kim phun nó hư hay chưa nhé. Các bạn cứ xem trước đi, để khi đó mình sẽ nói làm video chậm lại và mình sẽ nói cho các bạn hiểu cách kiểm tra kim phun nó hư hay chưa. Các bạn thấy chưa, và khi mà các bạn muốn kiểm tra kim phun các bạn nó còn sử dụng được hay không á, hư kim phun hay không, thì các bạn cách cơ bản đơn giản là các bạn có thể tháo cái đường dầu hồi. Các bạn thấy chưa, đây là người thợ bên mình họ đang tháo cái đường dầu hồi đó. Các bạn thấy chưa, trên đỉnh một cái kim phun bắt điện nào nó cũng sẽ có một cái đường dầu hồi, và các bạn sẽ tháo cái đường dầu hồi ra thì các bạn xem mà cái lượng dầu mà nó hồi về nó có nhiều hay ít. Đó, như cái kim này các bạn sẽ thấy rằng là nó nước và cái dầu nó chảy ra rất là nhiều, nó chảy ra rất là nhiều. À, và các bạn cứ tháo một cây thôi cũng được, hoặc các bạn kỹ thì các bạn có thể tháo cả từng cây một nha các bạn, đừng tháo một lúc hết nhé, các bạn tháo từng cây một, đó là các bạn sẽ kiểm tra được là kim phun còn hay không. Đó, các bạn thấy chưa, dầu nó giống như đáy luôn rồi các bạn. À, dầu hồi nó giống như đáy luôn rồi các bạn. Và đây các bạn, đây là cái dầu hồi đạt chất lượng này các bạn, có nghĩa kim phun chuẩn này, các bạn thấy chưa, là dầu nó chỉ nhỏ giọt như vậy thôi đó, hoặc là nó nhiều hơn một xíu thôi các bạn, đó là một cái kim phun mà nó còn tốt đó. À, các bạn hiểu chưa, đó là cái cách kiểm tra cái kim phun các bạn còn hay không, nó rất là đơn giản thôi. Nếu mà xe các bạn mà kiểm tra mà các bạn nghi ngờ rằng là xe của bạn bị hư kim phun thì các bạn hãy tiến hành cái cách này giúp mình, thì nói chung là nó chính xác đến gần 90% đó các bạn. Đây, như các bạn hãy xem này, đó cái một cái kim phun nó còn tốt đó các bạn thấy không, cái lượng dầu hồi nó ra rất là ít, nó chỉ nhỏ giọt như vậy thôi nhé các bạn. À, đó là cách các bạn kiểm tra kim phun. Như vậy thì các bạn vừa xem được cái đoạn video mà mình hướng dẫn các bạn để xem kim phun nó có bị hư hay không. Thì vấn đề này, khi mà kim phun các bạn hư hỏng do cái lượng dầu hồi nhiều quá, hoặc là kim phun bị nghẹt hay bất kỳ một vấn đề gì đó mà gây ra hư hỏng bên trong của kim phun, thì chắc chắn là lượng khói đen nó ra sẽ rất là nhiều. Và đồng thời cái máy chúng ta sẽ bị yếu hoặc là chết máy giữa đường. Thì cái vấn đề về hư hỏng kim phun này thì các bạn có thể xem lại trong video của kênh ô tô tại Đồng Nai, 5 cái dấu hiệu báo hiệu kim phun đã bị hư nha các bạn. Thì các bạn hãy xem lại cái video đó. Thì các bạn mình vừa nói qua các bạn ba cái vấn đề về kim phun mà nó chắc chắn nó sẽ gây ra hiện tượng khói đen nhiều. Đối với cái vấn đề về hư hỏng về kim phun thì bắt buộc là các bạn phải xử lý lại thôi. Thì một là các bạn làm lại, giống như mình nói là phục hồi kim phun mà nó không đạt đó, thì các bạn tiếp tục mang đi kim đi phục hồi lại một nơi khác, chứ còn nơi đó thì bỏ qua đi, hoặc là bắt người ta bảo hành cho bằng được. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn xử lý khi mà kim phun nó bị hư, thì các bạn có thể xử lý bằng nhiều cách, thay mới, hoặc là bạn phục hồi, hoặc là bạn thay những cái kim phun mà 99% thì nó sẽ hết cái hiện tượng khói đen này. Đó. Còn cái vấn đề mà mình nói như hồi nãy mình nói là về nghẹt kim phun, thì đây là một vấn đề rất là bình thường các bạn, không có gì là lạ đâu. Bởi vì cái xe chúng ta chạy một thời gian thì nó sẽ nghẹt thôi, điều đó cũng không có gì là lạ, bắt buộc là chúng ta phải vệ sinh. Như mình cầm trên tay đây là một cái sản phẩm để mà nó vệ sinh kim phun cũng như là vệ sinh cái hệ thống nhiên liệu.
Thì cái sản phẩm này các bạn biết sao, nó như cái video đợt trước mình nói là một trong những cái nguyên nhân gây ra hư kim đó chính là cái dầu dầu diesel, cái chất lượng dầu diesel nó quá kém đó. Thì đây là cái sản phẩm nó vừa làm sạch cái dầu diesel, đồng thời là nó vệ sinh được cái kim phun, mà cụ thể đó chính là cái đầu kim phun các bạn, thì nó sẽ làm mòn ăn mòn hết cái bụi than. Đồng thời cái vượt trội nhất của cái sản phẩm này đó chính là nó sẽ khử đi cái muội than ở trong các cái hệ thống dẫn động, ví dụ như là trong hệ thống của xe R4 các bạn sẽ thấy nó hay có cái van, có cái hệ thống tuần hoàn khí thải EGR đó, là nó sử dụng cái khí thải từ cái buồng đốt, cái khí thải của cái cổ xả nó quay ngược trở về buồng đốt để nó đốt lại lần nữa đó. Thì cái muội than này lâu ngày nó sẽ bám vào các cái chi tiết để mà dẫn động, các cái chi tiết của cái cơ cấu EGR này, thì cái sản phẩm này nó sẽ vệ sinh được cái van EGR, thì nó sẽ tránh tắc cái van EGR. Đây là cái nguyên nhân gây ra cái khói đen. Đồng thời là khi mà cái ED12 này nó được đốt trong buồng cháy, và cái sản phẩm cháy của cái ED12 này nó sẽ như hồi nãy mình vừa nói xong đó, đó chính là nó làm vệ sinh các cái van EGR, đồng thời là các bạn sao nó đi vào trong cái bộ lọc khí thải, hoặc là những cái bô khí thải đó các bạn, thì cái hơi của cái van cái D12 này nó sẽ ăn mòn hết các cái muội than. Thì các bạn sẽ cảm sau khi mà bạn sử dụng qua cái D sản phẩm D12 này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ cái hiện tượng mà muội than nó giảm đi rất nhiều nữa các bạn, giảm đi rất nhiều, phải giảm đến 90% đó các bạn. Đó, như trong video các bạn xem là nó giảm rất là nhiều đó. Và đây là một cái sản phẩm mà các bạn có thể sử dụng định kỳ đó. Thì nếu mà cái xe nào mà các bạn sử dụng sản phẩm định kỳ thì các bạn sẽ thấy rằng là cái lượng muội than nó ra sẽ ít hơn những cái dòng xe khác rất là nhiều. Như vậy thì các bạn thấy rằng là cái vấn đề về nghẹt kim phun thì các bạn nên xử lý bằng cách chúng ta sử dụng, bằng cách chúng ta vệ sinh cái kim phun đi thì nó sẽ hết nghẹt, và cái khói đen nó sẽ hạn chế ra hơn. Mình khuyên các bạn là các bạn nên sử dụng những cái sản phẩm mà nó có nhiều chức năng như cái D12 này. Đây là một lời khuyên rất là chân tình, bởi vì nó ngoài cái việc mà nó vệ sinh kim phun ra, vệ sinh hệ thống nhiên liệu ra, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có cái sức mạnh rất là lớn khi mà nó vệ sinh được các cái muội than ở trong cái hệ thống EGR cũng như ở trong cái hệ thống bầu khí thải. Và cái thứ hai, cái phần thứ hai, và đây chính là cái bộ phận chính mà các bạn sẽ 90% là muội than nhiều là nó nằm ở bộ phận này, đó chính là cái bộ lọc khí thải. Và cái bộ lọc khí thải các bạn biết sao không, đây là một cái bộ phận bắt buộc có ở trên những dòng Euro 4, Euro 5, và sau này sẽ là dòng Euro 6 nó cũng sẽ sử dụng cái bộ lọc khí thải này. Các bạn biết sao không, bộ lọc khí thải này chính là cái bộ phận cuối cùng của cái một cái động cơ, và đây chính là cái bộ phận mà nó lọc cái muội than. Các bạn hiểu không, thì dẫn đến là muội than nhiều hay ít là nó nằm tất ở trong cái bộ lọc này hết. Vậy thì cái bộ lọc này lâu ngày chắc chắn là cái lượng muội than nó sẽ nhiều và nó sẽ tồn đọng ở trong cái bộ lọc này. Cái bộ lọc này khi mà các bạn đạp ga lớn thì các bạn mới thấy nó muội than nhiều, còn nếu như các bạn đạp ga nhỏ hầu như các bạn không thấy muội than đâu. Tại sao lại như vậy? Tại vì khi mà các bạn đạp ga lớn thì cái luồng không khí, cái luồng khí nó đi ra rất là lớn, nó tạo ra một cái sức ép rất là lớn, cái lượng khí thải đi ra lớn, thì dẫn đến là nó sẽ đẩy các cái muội than mà nó đang chứa đọng ở trong cái bộ lọc á, nó đẩy ra ngoài, thì các bạn thấy muội than nó nhiều cực kỳ. Để mà các bạn xem là cái xe của chúng ta nó bị có bị nghẹt cái bộ lọc khí thải này hay không, thì các bạn một cách rất đơn giản là các bạn hãy tháo ở phía cái đường đường hơi, đúng không ạ, cái đường mà khí thải ra, thì nó trước khi mà nó vào cái bầu lọc á thì nó sẽ có một cái vị trí để chúng ta mở ra, mở để chúng ta tháo cái bộ lọc ra, mà thì các bạn hãy tháo cái ở chỗ cái cổ phía trước à, thì các bạn đen các bạn đề máy mà các bạn đạp ga, thì chắc chắn nếu như mà cái xe của bạn nó gặp vấn đề về động cơ hoặc là cụ thể là kim phun á,
thì chắc chắn là khói đen nó sẽ ra ở cái vị trí phía trước của cái bầu lọc đó. Còn nếu như mà nó không có thì chắc chắn là cái khói đen là do cái bầu lọc đó các bạn. Này trong quá trình mà mình sửa xe nhiều quá thì bên mình thấy rất là rõ cái vấn đề này nha các bạn. Các bạn hãy xem qua cái đoạn video rồi đúng không? Thì các bạn thấy là bên mình phải tháo phần phía trước ra. Thì nó không có khói. Tại vì lúc mà bên mình sau khi mà bên mình sửa chữa cái xe đó xong thì đạm nó khói rất là nhiều. Nó vẫn khói như ban đầu á, nhưng mà bên mình lại không hiểu tại sao, bởi vì kim thì mới thay đạm mới rồi. Chiếc xe đó nó bị hư kim thì dẫn đến nó khói đen nhiều, nhưng mà bên mình đã thay kim mới, kim nó vẫn khói đen ra rất là nhiều, và bên mình đã tắt ra. Các bạn không tắt ra thì lập tức là thấy nó không có khói, và chứng tỏ là cái phần phía sau chính là cái bô lọc khí thải và cái bô dập thanh á, cái khói đen nó nằm ở trong đó đó. Khi mình đạp ga lớn á là nó phọt, nó cái khói đen nó phun ra ngoài đó, chứ không phải là do kim đó. Các bạn hãy kiểm tra cho mình bằng cách này thì các bạn biết chắc chắn là cái xe của bạn nó bị khói đen là do bị hư kim, hay là bị ở phần kim phun, hay là bị ở phần bộ lọc khí thải nha các bạn. Và cái bô nữa các bạn nhớ nhá, nhớ cho mình cái điều này. Kể cả những cái dòng Euro 2 thì các bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách này nha các bạn, không riêng gì những cái dòng máy điện Euro 4 đâu, Euro 4, Euro 5 đâu nha các bạn. Và cái cách xử lý đối với cái bầu lọc khí thải này, xử lý chúng ta sẽ làm như thế nào thì nó cũng vô cùng đơn giản các bạn, không có gì khó. Các bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm để mà nó vệ sinh cái bầu lọc khí thải bằng cách là nó đổ vào trong nhiên liệu diesel, hoặc là các bạn phun vào trong cái họng gió của xe, hoặc là các bạn ngâm trực tiếp như cái sản phẩm D30 này trên tay mình đây. Đây là cái sản phẩm để nó ngâm trực tiếp cái bầu lọc khí thải của cái xe các bạn. Thì đây là một cái phương pháp gọi là đến 99% sẽ làm vệ sinh sạch đến 99% cái việc mà chúng ta vệ sinh cái bộ lọc khí thải này. Còn những cái sản phẩm ví dụ như các bạn phun vào trong họng gió, hoặc là các bạn đổ vào trong dầu diesel, thì đó là cái phương pháp nó gián tiếp thì hiệu quả cao nó không có cao. Nhưng mà đối với các sản phẩm như vậy thì nó dùng để ngâm trực tiếp vào cái bộ lọc khí thải của bạn, thì chắc chắn rằng là cái việc vệ sinh cái bộ lọc khí thải của bạn nó sạch đến 99% các bạn. Cái vấn đề này rất là đơn giản, và các bạn hãy xem qua các video mà bên mình đã vệ sinh cái bộ lọc bằng cái sản phẩm D30 này, nó rất là sạch các bạn nhé. Các bạn hãy cùng quan sát cái bầu lọc trước và sau khi vệ sinh bằng cái sản phẩm D30 Voltronic, thì các bạn sẽ thấy rằng là bụi than rất là nhiều nha các bạn. Đây là nguyên nhân mà vì sao mỗi khi các bạn đạp cái ga lớn thì bụi than nó hay thoát ra ngoài, và các bạn thấy là bụi than rất là nhiều, khói đen rất là nhiều. Đây là do cái bộ lọc này nè các bạn đó. Và sau khi vệ sinh xong thì các bạn thấy không, nó sạch, rất là sạch và sạch như mới các bạn ạ. Rồi, để ra em nó bắt. Ông bị vỡ hả? Không phải, anh bắt cao lên cho anh. Anh đi qua chỗ ngập á. Hả? Đi qua chỗ ngập á. Đâu, bắt cao lên. Giống này mà không ấy à, chạy yếu xìu. Giờ nó chạy chết nổi. Ừ, cái giống này mà nó tắt là chạy yếu xìu à. Ơi. Nào, vô đi anh đưa cho. Quay cái gì. Hãy xem kết quả sau khi mà chúng ta vệ sinh sạch cái bộ lọc catalytic, bộ lọc khí thải, cái vấn đề về khói đen là không còn nữa nhé các bạn, không còn nữa, nó sẽ hết.
hoặc các bạn tiến hành xóa bỏ bằng tay thì nó cũng sẽ hết. Và sau khi các bạn gắn lên xong và các bạn đặt ra lớn thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nước ở trong bộ lọc khí thải nó sẽ trào, nó phun lượng còn lại ra ngoài, và các bạn sẽ thấy không còn cái hiện tượng khói đen thoát ra khỏi cái ống xả nữa, bởi vì cái bộ lọc khí xả chúng ta đã được vệ sinh một cách rất là sạch sẽ rồi. Rồi xin chào và hẹn lại quý vị cùng mình video sau. Sinh cái bộ lọc khí thải này, đây là bộ phận giúp cho chiếc xe chúng ta hoạt động rất là ngọt ngào và cũng đồng thời giúp cho chúng ta tiết kiệm được cái nhiên liệu đáng kể. Và các bạn có thể quan video này, các bạn thấy đây bộ lọc này nó rất là xịn sò nha các bạn, giá trị không hề thấp đâu. Nên là nếu mà chúng ta không chăm sóc kỹ lưỡng thì một ngày nào đó cái bộ lọc này chúng ta sẽ dục bỏ thì nó rất là đáng tiếc. Và đồng thời là chúng ta phải mua cái bộ khác. Như vậy thì mình mới trình bày cho quý vị các bạn các cái hai cái nguyên nhân chính mà gây ra về cái hiện tượng khói đen của cái dòng xe Euro 4, Euro 5. Thì đây là cái vấn đề mà các bạn sẽ gặp trong tương lai. Các bạn hãy cố gắng xem qua cái video này của mình, đồng thời biết cách xử lý của nó rất là đơn giản thôi các bạn. Như cái sản phẩm này thì các bạn có thể dùng để chúng ta làm sạch cái kim phun, là một cái bộ cái nguyên nhân gây ra khói đen nhiều. Các bạn cái này các bạn sẽ dùng vào trong cái hệ thống nhiên liệu, các bạn sẽ pha vào trong hệ thống nhiên liệu đó. Đó là cái sản phẩm đặc trưng này. Còn cái này bộ phận để các bạn vệ sinh sạch cái bộ lọc khí thải của chúng ta. Bằng cái sản phẩm này thì các bạn sẽ ngâm trực tiếp cái bộ lọc khí thải này, đổ cái dung dịch này vào trong trực tiếp cái bộ lọc khí thải thì nó sẽ vệ sinh hoàn toàn sạch 99%. Đấy, mình đã làm rất là nhiều xe rồi và nó rất là sạch các bạn, bởi vì nó ngâm trực tiếp thì chắc chắn là nó sẽ sạch. Như vậy thì các bạn thấy không, cái vấn đề khói đen nó không có gì khó cả, các hoàn toàn các bạn có thể thực hiện. Trừ khi cái hư kim thì các bạn cần phải có những người thợ và đến những cái trung tâm sửa chữa lớn thì chúng ta mới làm được. Còn tất cả các vấn đề còn lại về cái vấn đề mà hiện tượng ra khói đen thì các bạn có thể chúng ta sẽ tự làm mà không cần phải ai khác. Mỗi lần khi đi đăng kiểm hoặc là khi các bạn đi trên đường mà các bạn thấy khói đen nhiều quá thì các bạn xử lý ngay lập tức. Các bạn không cần phải rườm rà làm gì hết các bạn nhé. Đó chính là cái mục đích của video mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong suốt 3 cái video nói về cái vấn đề khói đen của các cái dòng xe Euro 4, Euro 5. Qua đây thì mình mong rằng các bạn hãy trang bị thêm cho mình những cái kiến thức về khi các bạn sử dụng những dòng Euro 4, Euro 5 để các bạn có thể tự tin khi mà chúng ta sử dụng một chiếc xe, vận hành một chiếc xe. Bên mình sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các bạn thêm nhiều cái kiến thức nữa về những cái dòng Euro 4, Euro 5 để làm sao để các bạn có thể tự xử lý được ngay cho chiếc xe của mình. Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.